Ở đây cái là cái appetizer, cái ăn ăn súp trước bữa ăn tối của mình vào ngày Chủ nhật 12 tháng 11. Bữa nay mấy nay là Long Thể bất an, là mình bị giống như nó cảm cảm nha, bảo nó sốt sốt mà ra rồi đi tưới cây nữa, nó bị cảm lạnh á. Anh nói cho thôi nghĩ đây anh nấu cho ăn. Cái này là cái món súp anh nấu với lại sườn heo với lại cà rốt với lại mướp, với lại mướp Mỹ, nó gọi là zucchini mấy bạn, với bông cải trắng á. Đó là ăn, anh bỏ thêm miếng chiên vô, miếng phô mai á, nó cũng ngon đó. Rồi cái bên đây đó là cái món ăn chánh bữa nay, nó kêu là main course đó. Anh làm hai miếng tortilla của Mễ đó, rồi ở trong đó là cái thịt heo, cái sườn heo mình nấu, cái anh nấu cho nó mềm, rồi anh ấy ra anh cháy cháy là với tỏi, xong là để mình lật cho mấy bạn xem á. Là đây đó, là anh xé sợi cái anh xé sợi cái mấy cái sườn heo này ra nè. Đó, rồi có cái củ hành anh cũng ấy, anh làm chua để anh bỏ lên. Rồi nó có sâu xoa bằng cái tortilla cái gì đó, tomatillo. Đó là cái cà chua màu xanh của Mễ đó các bạn. Rồi anh nướng lên rồi mình xay ra, mình nêm nếm rồi anh rải lên trên này. Đó, nó cũng có miếng chi nữa, là ăn món này kiểu Mễ để ra nó còn xà lách đó, mà mình chưa đi chợ đây chưa có xà lách. Nó là 4 miếng bánh nha bạn, đó đó ăn gì đó, rồi cho cái tiêu ảnh xào lên ấy, tôm nó rất là thơm ngon. Nó cho mình cái đĩa với lại cái dao để mình cắt cho mình ăn đó. Giờ mình bữa nay là mình ăn ở trong vườn mình luôn, thì mình ngồi gì không nổi đâu mình phải thì lại đó, làm vườn nó vậy đó, làm vườn đó bữa đó tại vì mình tụt xuống mình hái đó, mình hái cái bông bụp ở trên beo le đó, thì về tới nay là mình cũng ể mình đó, nó có lẽ là bữa trời gió đó là nó muốn bệnh sao đó. Mình nằm 2 ngày rồi mà mình không có chưa có khỏe lại hẳn đó, nhưng mà sáng mai thì 4 giờ sáng mình phải dậy mình đi làm rồi đó. Tí nữa là ảnh đem vào cái ăn cắt miệng nữa, đó là ba món bữa nay là có súp nè, là có hai miếng bánh này nè. Với lại bây giờ là cái chút nữa là cái miếng da ua trắng miệng đó, nó mình ăn đó cho nó dễ tiêu một chút chứ, cho nó mát trong người. Đó, cái gì? Mình ăn cái trắng miệng bằng cái Yoplait này, nó là nó dừa, nó là piña colada bằng dừa với thơm. Đó, vậy là xong cái bữa ăn tối của mình rồi. Rồi thôi, gửi cho mấy bạn xem ra đó, mình ăn rồi, mình ăn kia có nửa cái phô dĩa ảnh lấy cho mình thôi, mình mệt quá à. Để đấy mình hẹn nó ngày mai đi, với hai cũng những đừ chút xíu nha. Rồi thôi, xin bye bye các bạn, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình nha. Bye các bạn.